Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại có một số câu hỏi của quý khách hàng thường hỏi đến Nguyễn Trăng. Thì hôm nay mình xin làm cái video này để đọc lại những cái câu hỏi khách hàng mong muốn cần được Nguyễn Trăng để hỗ trợ để trả lời. Thì câu hỏi thứ nhất của một vị khách hàng này, thì một chị khách này chỉ hỏi là: chị ơi, da em đang sử dụng tái tạo nhưng Tết cận đến rồi thì em phải sử dụng như thế nào? Và em có thể ngưng và để em có thể sử dụng kem dưỡng để đi chơi Tết được hay không? Mong chị trả lời giúp em. Thì hiện tại cũng có một số chị em và các bạn đang sử dụng sản phẩm tái tạo điều trị trong cái thời gian dịp Tết này. Thì Nguyễn Trân cũng muốn chia sẻ đến tất cả các chị em như thế này. Nếu như mình đã lỡ sử dụng trong cái thời gian này thì mình sẽ xem lại cái tình trạng da của mình là trước khi sử dụng sản phẩm bên cái người điều trị đã hướng dẫn cho mình như thế nào. Thì đối với cái quy trình mà điều trị với sản phẩm này đối với bên spa Nguyễn Trăng á, thì sau 7 đến 10 ngày thì Nguyễn Trăng đã cho tất cả các chị em và các bạn sử dụng những cái hoạt chất dưỡng đưa vào để nuôi cấy da từ gốc. Đó là một cái phương pháp mới của đối với sản phẩm này. Thì sau khi cái dịp, nói chung là sau khi điều trị 5 đến 7 ngày đó, thì dịp Tết cũng sắp đến rồi, thì tất cả các chị em mình có thể sử dụng kết hợp vừa kem dưỡng vừa tái tạo. Mà nếu như đã lỡ sử dụng tái tạo rồi thì tất cả các chị em mình muốn ngưng để có thể da của mình nó được bóng hơn để mình có thể đi chơi Tết, đúng không? Thì Nguyễn Văn chia sẻ và khuyên tất cả các chị em mình, nếu như cái giai đoạn da của mình đang ở cái giai đoạn ổn mà nó sẽ rơi vào tầm 20 đến 25 ngày, thì mình cũng có thể là mình ngưng 2 đến 3 ngày, ngưng tái tạo. Khi mà mình có thể đi chơi thì mình cũng có thể thoa kem dưỡng hoặc là serum phục hồi kết hợp để mình đi chơi. Nhưng về tối mình có thể là bôi hỗ trợ thêm cái phần tái tạo chồng lên, chứ đừng ngưng hẳn luôn. Cho duy trì cho đến đủ 27 đến 35 ngày thì sau đó mình hãy ngưng luôn cái tái tạo. Còn nếu như trong cái quá trình này mà mình mới có bắt đầu sử dụng tầm 5 đến 7 ngày, 8 ngày gì đó, da đang bong ra, mình đang sử dụng mà mình muốn ngưng hẳn luôn cái tái tạo để mình ăn chơi Tết, thì mình khuyên tất cả các chị em và các bạn mình không nên. Tại vì trong cái quá trình đó da mình đã gì đang bong ra là một cái dàn da non, và da đang cần hấp thụ những cái dưỡng chất và đặc biệt là bảo vệ da trong mùa Tết này. Nếu như chị em nào tiếp xúc với nắng trực tiếp hoặc mình đi chơi, đặc biệt là nói chung là mình đi chơi á, thì da của mình nó rất là dễ bị sạm nha. Thì Nguyễn Trăng chia sẻ đến tất cả các chị em mình là nên không được ngưng hẳn, mà mình có thể kết hợp với những cái sản phẩm như serum phục hồi, kem dưỡng ẩm, kem bảo vệ đó, và tối lại mình có thể hỗ trợ thêm cái phần tái tạo vô cùng với những cái sản phẩm hoặc chất dưỡng đó. Còn nếu như cái giai đoạn mà rằng cuối liệu trình rồi thì mình có thể ngưng được 2 đến 3 ngày, sau đó mình vẫn bôi tiếp cho đủ thời gian cái quy trình tái tạo nha. Thì cảm ơn tất cả các bạn và các chị em đã đặt câu hỏi cho Nguyễn Trân. Có một câu hỏi thứ hai của một vị khách hàng, chị cũng đã đặt câu hỏi cho Nguyễn Trân như thế này. Da mình peel xong khoảng 5 đến 7 ngày rồi mình có thể sử dụng kem dưỡng luôn được hay không? Thì như thế này, đối với một cái tình trạng da thì bên Nguyễn Trân đầu tiên sẽ xem da của tất cả các bạn trước khi mà cho các bạn sử dụng đối với sản phẩm này để lên điều muốn điều trị, là bên mình sẽ lên phác đồ điều trị như thế nào. Và đặc biệt đối với tất cả các tình trạng, không riêng về một cái trường hợp nào, nếu như khi đã sử dụng đối với sản phẩm peel ở nồng độ nào, tùy thuộc vào tình trạng và bệnh lý da của mình, thì khi đã peel thì đó là một cái phương pháp gọi là bong da, có thể gọi là thay da sinh học, và có thể là loại bỏ những cái tế bào chết tùy theo nồng độ mà người bán và người điều trị sẽ hướng dẫn cho khách hàng sử dụng. Nhưng đặc biệt đối với Nguyễn Trân thì khi tất cả các chị em mình và các bạn, khi peel là một cái phương pháp bong chóc, thì khi bong chóc ra làn da của mình là một cái làn da non, nó cần được bổ sung những cái hoạt chất dưỡng và đặc biệt là bảo vệ da. Thì khi đó với quy trình điều trị đối với sản phẩm này, thì tại sao Nguyễn Trân phải đưa cho tất cả các bạn sử dụng những cái hoạt chất đó, là không thể thiếu đó là thảo dược tái tạo. Thì cái thảo dược tái tạo của bên mình nó là một cái sản phẩm phục hồi da cực kỳ đỉnh,
Nên khi sử dụng các hoạt chất nào phải đi kèm với thảo dược để tránh tình trạng bị tăng sắc tố, mất sắc tố và bị viêm, tăng sắc tố sau viêm. Và nên khi mà tất cả các bạn và các chị em nào khi sử dụng bio thì nên cân nhắc là phải sử dụng với những cái hoạt chất dưỡng và đặc biệt là thảo dược tái tạo, chứ không được sử dụng. Nói chung là cũng có một số chị em và các bạn mình đó, ngại về vấn đề là khi sử dụng tái tạo nó sẽ dẫn đến tình trạng bị ngứa, bị đỏ, bị sưng gì đó. Nên chỉ có muốn bio, không muốn dùng những cái hoạt, không có muốn dùng thảo dược tái tạo thì mình cũng chia sẻ thẳng thắn luôn. Đối với dòng sản phẩm nào thì mình không biết, nhưng đối với dòng sản phẩm bio của bên mình là phải đi kèm với thảo dược tái tạo. Thì để làm gì? Để mình sử dụng an toàn và da mình không có gây ra những cái biến chứng sau này. Đó, giúp da mình khỏe hơn. Đó, còn về vấn đề mà mình muốn chỉ dùng muốn bio không mà mình dùng kem hoặc những cái hoạt chất dưỡng của mình á thì nó sẽ không đủ đáp ứng những cái kết quả giống như Nguyễn Trân chia sẻ, nó sẽ dẫn đến những tình trạng da bị tăng sắc tố hoặc là tăng sắc tố sau viêm hoặc là dẫn đến những tình trạng bị sẹo, bị mất sắc tố á. Nên mình chia sẻ là nếu như không sử dụng tái tạo thì nói chung là mình không nên bio. Còn nếu như mà mình chỉ muốn da mình sáng hơn, mịn hơn thì mình cũng có thể tái tạo không cần phải dùng đến bio. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho Nguyễn Trân nha. Câu hỏi tiếp theo, có một bạn hỏi: trong thời gian sử dụng tái tạo thì em có thể sử dụng kem chống nắng được hay không chị? Mong chị trả lời giúp em. Câu hỏi này rất là hay nè. Thật ra có rất là nhiều bạn nhắn tin cho bên Nguyễn Trân là trong cái thời gian sử dụng tái tạo này da em có sử dụng được thêm chống nắng hay không. Tại vì mình cũng chia sẻ như thế này, đối với cái quy trình phác đồ điều trị đối với sản phẩm này, riêng về cái kỹ thuật và kinh nghiệm của Nguyễn Trân thì Nguyễn Trân sẽ không cho khách hàng sử dụng chống nắng. Và khi nào cần nên sử dụng chống nắng thì Nguyễn Trân sẽ chia sẻ đến tất cả các chị em mình như thế này. Đối với một cái quy trình điều trị nám khi bóc tách là một làn da non cần phải bảo vệ bằng sản phẩm chống nắng, đó là điều cần thiết nhất, đúng, không phải là sai. Nhưng đối với cái sản phẩm này thì Nguyễn Trân đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Đối với cái thảo dược tái tạo của bên mình, nó có một cái thành phần bảo vệ da chống nắng. Và trong cái quy trình đó là bên mình sẽ đưa cho tất cả các bạn có một cái sản phẩm, đó là sản phẩm ngăn ngừa sắc tố, đó là cái kem dưỡng 3X và hỗ trợ cân bằng màu da. Thì bên mình sẽ không cho sử dụng chống nắng kèm trong cái quy trình điều trị đó. Vì lý do, có nhiều khách hàng sẽ hỏi với Nguyễn Trân là tại sao không được dùng chống nắng. Thường thì tất cả các bạn đều biết chống nắng sẽ bảo vệ da trên nền da khỏe hoặc da bình thường. Nếu như đối với làn da yếu thì trong cái chống nắng của bên mình là dạng là hóa học và vật lý đều có. Nhưng trong quá trình đó, chống nắng nó sẽ gây ra phản ứng đối với những cái da mẫn cảm và nhạy cảm về da kích ứng. Nếu như sử dụng chống nắng trong cái thời gian mà bóc tách đó, da của tất cả các bạn là một cái làn da non, da yếu, nếu như mình đưa chống nắng vào, có những cái làn da nó sẽ không kích ứng, nhưng có những làn da bị kích ứng. Nên đặc biệt đối với cái phương pháp điều trị Nguyễn Trân, riêng bản thân Nguyễn Trân sẽ không cho khách hàng sử dụng chống nắng trong thời gian đó, nhưng sử dụng đối với kem ngăn ngừa sắc tố và kem cân bằng màu da. Còn về cái liệu trình phác đồ điều trị nám chuẩn y khoa thì đối với sản phẩm hoặc phác đồ khác thì họ sẽ cho các bạn dùng chống nắng. Còn đặc biệt riêng lưu ý, đối với sản phẩm này thì mình sẽ không cho các bạn sử dụng chống nắng. Tại vì khi mà kết hợp giữa chống nắng và cái thảo dược tái tạo, một thành phần thảo dược thiên nhiên và một thành phần hóa học, nó sẽ gây ra những cái kích ứng. Thì khi hai cái phản ứng, hai cái thành phần đó đặc biệt là làm sẽ da của mình rất là dễ kích ứng và mẫn cảm. Nên đặc biệt Nguyễn Trân sẽ không cho sử dụng trong cái quá trình mà bóc tách, gọi là da non. Và khi nào tất cả các bạn ngưng cái sản phẩm tái tạo, ví dụ như trường hợp mình có cái công việc gì mình đi ra ngoài nắng mà mình ngày hôm đó mà mình không thoa, nói chung là đi ra nắng mà mình có thể là tiếp xúc với mọi người, hoặc nói chung là vì cái công việc đi mình phải đi mà mình không thoa tái tạo, thì lúc đó mình có thể dùng cái chống nắng mình thoa để bảo vệ da trong thời gian đó, là thời gian không sử dụng tái tạo. Lưu ý nha, không sử dụng tái tạo thì các bạn có thể thoa chống nắng. Còn trong cái thời gian mà sử dụng tái tạo thì bên mình sẽ không cho sử dụng chống nắng. Đó là riêng những cái kinh nghiệm và đúc kết những cái kết quả của khách hàng và những cái riêng về bản thân Nguyễn Trân thì Nguyễn Trân chia sẻ và gửi đến tất cả các chị em mình lưu ý.
Cảm ơn câu hỏi rất là hay và hữu ích của bạn nha. Thì cảm ơn tất cả các bạn và các chị em mình đã đặt những câu hỏi cho Nguyễn Trăng. Thì còn những cái câu hỏi nào đang phân vân hoặc là muốn cần Nguyễn Trăng hỗ trợ thì có thể comment phía dưới, hoặc đặc biệt là có thể liên hệ trực tiếp qua trang chính của Nguyễn Trăng hoặc số điện thoại của Nguyễn Trăng để Nguyễn Trăng sẽ hỗ trợ tư vấn cho tất cả các chị em và các bạn mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.